Chuyên mục Lời Chúa mỗi ngày, ngày 27 tháng 5, thứ Bảy, tuần 7 Phục sinh. Bài trích sách Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối, và hỏi: "Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?" Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Còn người này thì sao?" Chúa Giêsu đáp: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con? Phần con cứ theo Thầy." Vì thế có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô nó sẽ không chết, mà người chỉ nói: "Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến con?" Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra. Đó là lời Chúa. Suy niệm làm chứng cho Chúa. Trong thời nội chiến, Tổng thống Hoa Kỳ là Abraham Lincoln có một sĩ quan trẻ làm thư ký. Nguyên sĩ quan này nổi tiếng là gan dạ. Do đó, công việc bằng giấy sen ga không thích hợp với anh. Anh chỉ mơ ước trở lại mặt trận, và nếu cần sẵn sàng chết cho tổ quốc hơn là làm công việc đơn điệu nhàm chán trên bàn giấy. Một ngày nọ, sau khi nghe anh than phiền, Tổng thống Lincoln nhìn thẳng mắt anh và nói: "Hỡi người bạn trẻ, như tôi nhận thấy thì quả thật anh muốn xả thân chết cho tổ quốc, nhưng có lẽ anh không muốn sống cho tổ quốc." Tử đạo theo nguyên ngữ là làm chứng cho đức tin. Có người dùng cái chết để làm chứng, có người dùng cả cuộc sống. Tuy nhiên, chết đau thương nhục nhã hoặc chết âm thầm từng ngày, cả hai đều có giá trị như nhau. Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, nghĩa là chấp nhận những thử thách bất hại và cái chết trên thập giá để làm chứng cho Chúa. Còn Gioan, vị tông đồ được Chúa Giêsu yêu mến, lại làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Gioan tuy không được phúc tử đạo như các tông đồ khác, nhưng đã sống một thời kỳ rất dài để củng cố niềm tin của các tín hữu tiên khởi, nhất là để suy niệm và viết cuốn sách Tin mừng thứ tư và ba lá thư. Tất cả đều là những cách thức làm chứng cho đấng đã chết và sống lại là Chúa Giêsu Kitô. Lịch sử giáo hội từ đầu cho đến nay là cả một cuốn sách về những chứng từ khác nhau, bằng lời nói, bằng đau khổ, bằng hy sinh, bằng công việc từ thiện, mỗi người một cách, mỗi thời đại một cách, tùy ở Chúa Thánh Thần soi sáng. Nhưng tất cả là để giới thiệu tình yêu Chúa cho mọi người, để mọi người hưởng nhờ ơn cứu độ. Chắc hẳn không phải tất cả chúng ta có thể làm chứng cho Chúa bằng cái chết vì đạo, nhưng chúng ta có thể làm chứng bằng chính cuộc sống của chúng ta. Ước gì chúng ta luôn ý thức đóng góp phần của chúng ta trong kho tàng phong phú của giáo hội qua những hy sinh âm thầm từng ngày, để làm chứng cho mọi người biết tình yêu của Chúa và trở về cùng Chúa.